Hội ức lính xin kính chào quý vị và các bạn nghe chuyện Để tiếp nối những câu chuyện của thế hệ cha ông ta trên chiến trường ca đầy khốc liệt Ngày hôm nay, Hội ức lính xin gửi tới quý vị và các bạn Một ghi chép của cựu chiến binh có nickname H3 Hung Đoạn hồi ký có tên Chiến dịch C81 Xin mời toàn thể quý khán giả cùng đón nghe Tiếp theo phần 1 Ngày 29 Tết trôi qua Tôi không nhớ gì cả Vì tôi cứ lên cơn sốt rét Chỉ biết rằng sở chỉ huy tiền phương của chiến dịch Đã vào trong Đóng ở Nam Sấp Họ nằm phía sau đội hình phòng ngự của chúng tôi Qua ngày 30 Tết Vào đêm giao thừa Tôi được kêu đích danh Dắt một tổ ba người Lên trên đội hình 50 mét Để chốt từ xa Qua giờ giao thừa thì về Nơi đó có vài cái hố cá nhân lộ thiên trơn nhẵn của thằng Pốt để lại. Chúng tôi ngồi hố nhỏ, nhìn ra đường đất đỏ trước mặt. Một anh nào đó ngồi giết nóng ruột. Cứ ngoái về phía sau hỏi mấy giờ rồi, để hết giờ thì về. Phải qua giờ giao thừa thì chúng tôi mới được về, đó là mệnh lệnh. Rồi giờ giao thừa cũng qua, tôi kéo tổ mình phụ trách đi về. Thì thào hỏi thăm đồng đội, có nghe chủ tịch nước chúc Tết không? Họ trả lời không, rồi tôi đi ngủ. Trong mấy ngày Tết tôi cứ ly bì trong cơn sốt của mình Và chiến dịch vẫn phát triển từng ngày Lính không có Tết Con đường đất đỏ mà chúng tôi đang án ngữ Đã trở thành tuyến hành lang vận chuyển Tăng thiết giáp và xe vận tải quân sự Đã phát triển qua khỏi vị trí chốt của tôi Ở rìa cứ Nam Sấp Lúc nào tôi không biết Có lẽ khi họ đi qua Thì đang mê man trong cơn sốt Trong 3 ngày Tết nguyên đán năm 1982 Tại cứ Nam Sấp có vài sự kiện mà tôi ghi nhớ được Có một anh lính xe vận tải quân sự nào đó Chờ quân nhu và đạn dược đến cứ Nam Sấp là hoàn thành nhiệm vụ Nhưng lệnh trên bắt anh phải chạy tiếp Lên phía trên để giao hàng cho đơn vị nào đó Đã phát triển sâu về phía trước Lượt đi anh chạy chót lọt Lượt về anh bị bọn Pol Pot phục bắn B Anh dáng chạy về tới Nam Sấp thì xỉu Có lẽ là bác sĩ Mai Cẩm Tú đã đứng mổ cho anh và một cái chân của anh phải để lại nơi chiến trường. Tỉnh dậy anh điên dại chửi, cha thằng nào bắt anh phải chạy thêm lên tuyến trước, rồi anh đòi bắn anh chết đi. Đây thật sự là một mất mát quá lớn đối với cá nhân một con người. Vụ này tôi nghe lính đi coi mộ về nói lại chứ tôi không được chứng kiến tận mắt. Và trong ba ngày Tết, tôi lúc sốt lúc tỉnh. Lúc tỉnh tôi vẫn đủ sức dắt lính đi thông đường. Hôm đó chúng tôi đi theo đường đất đỏ được vài cây số thì bắt liên lạc với hai chiếc thiết giáp M113. Họ mời chúng tôi lên xe để chạy trở về Nam Sấp. Đây là lần đầu tiên tôi được đứng trên thiết giáp M113 trong thế hành tiến. Tôi cứ lấy làm ngạc nhiên vì họ bắn phí đạn quá. Đại liên trên xe cứ xỉa nòng vào các rừng rậm hai bên đường mà bắn. Chiếc bám lề trái, chiếc bám lề phải. Họ bắn suốt từ đó về tới cứ nam sấp của tôi tôi lấy làm lạ đoạn đường này mình mới đi qua để bắt liên lạc với họ mà có thằng pol pot nào đâu nhỉ thì ra họ cẩn tắc vô ưu tiên hạ thủ vi cường họ bắn hù để cho bọn pol pot không còn tỉnh táo chờ cơ hội để phụt đạn b vào xe của họ tăng thiết giáp là tài sản lớn của quân đội nhờ thế mà họ có quyền xài đạn hao như vậy để tự bảo vệ chính mình và tài sản của quân đội chứ bộ binh chúng tôi mà chơi kiểu này thì ăn tiếng đan mạch liền nhớ có lần tôi dắt lính mình ra bảo vệ sân đáp máy bay dã chiến tôi được phân công phụ trách cả đám lính c 13 lập hàng rào người bảo vệ từ xa cho máy bay trực thăng đáp xuống giao hàng và bốc thương binh tử sĩ chúng tôi ra đến nơi thì thấy bãi đáp trực thăng là khoảng đất trống rộng mỗi chiều cả trăm mét nham nhở cho than thì ra lính công binh, không biết công binh F5 có phần trong này không, đã phát hoang dọn bãi đáp sẵn sàng cả rồi. Những người làm nhiệm vụ đón máy bay đốt ba đống lửa ở ba góc bãi đáp, rồi phủ cành cây lá tươi lên cho tỏa khói mù mịt để phi công lái trực thăng dễ dàng phát hiện từ xa. Đám lính bộ binh C13, tôi cho ém vào bìa rừng, còn tôi đứng chống nạnh nhìn xem mọi người. Từ xa tôi thấy một chiếc trực thăng đầu đen thui bay đến với vận tốc không nhanh lắm rồi họ đáp xuống bãi đổ cánh quạt vẫn quay và trực thăng cứ bồng bềnh lính tráng lom khom chạy ra chạy vào bốc rỡ hàng hóa rồi chuyển thương binh tử sĩ lên máy bay có những cáng băng ca được khiêng lên máy bay tôi thấy bọc vải trắng toát chắc là tử sĩ một tay phóng viên chiến trường nào đó lom khom chụp cảnh tượng này tấm ảnh đó tôi đã thấy trên mạng Tôi đang cần một tấm ảnh có mặt tôi Không biết hôm đó tài phóng viên có thèm chụp không đây Đến xế chiều ngày mùng 3 Tết Tôi được mời lên đại đội hội ý Ngày mai chúng tôi sẽ đi tác chiến Về triển khai cho anh em giang sẵn gạo để ăn vài ngày Chiều mùng 3 Tết Chúng tôi được lệnh rang gạo để ăn đường Rồi hành quân truy quét suốt một loạt cao điểm phía nam Cao Mê Lai Những ngọn núi trong dãy Nam Mê Lai không cao thường chỉ khoảng 1-200 mét. Chúng tôi đi hàng dọc, lên những cao điểm có rừng cây thưa thớt làm vật che khuất, lên đến đỉnh, nhìn sang đất Thái, thấy phía dưới nhà ngói đỏ lô nhô, xe cộ di chuyển trên đường thảnh thơi, bình an vô sự. Nay nghiên cứu bản đồ cẩn thận, tôi nghĩ chắc tiểu đoàn 3 của chúng tôi những ngày sau Tết âm lịch 1982 đã truy quét về hướng Phnom và vùng phụ cận phía nam của nó. Có lẽ tôi đã đứng ở đỉnh ngọn núi phía đông của cụm Nôm Mê Lai mà nhìn về đất Thái. Vào thời điểm đó, nếu chúng tôi phát triển sâu về phía nam có ngọn Phở Nôm Tha Sơ Đa thì nó thuộc về địa bàn tác chiến của sư 309 rồi. Làm sao chúng tôi vào được? Rừng nào cọp đó, hai con cọp cùng đánh chung một địa bàn, có khi lại bắn nhầm vào nhau. Sĩ quan tham mưu nào lại bắt lính dẫm chân lên nhau thế? Trường hợp của chúng tôi có tác chiến cùng địa bàn thì trên phải báo để hai cánh quân của hai sư đoàn biết cách bắt liên lạc hoặc phát tín hiệu để nhận ra nhau chứ. Ví như thời đi phối thuộc cùng quân đoàn 4 đánh cứ âm len, chúng tôi luôn được triển khai mật khẩu để nhận ra nhau vào ban đêm. Ví dụ như hỏi sông Đà đáp vàng cỏ, hoặc là bắn liên lạc ba phát thì trả lời hai, miễn sao cộng tròn 5 là được. Rồi chúng tôi không đi lang thang vô định theo cái đài vô tuyến nữa mà được cắm chốt trên một quả núi lớn đủ sức chứa bảy tám chục tay súng của tiểu đoàn. Vâng, cả tiểu đoàn giờ chỉ còn bấy nhiêu quân. Các đại đội bộ binh đóng ở lưng chừng núi, đại đội 13 đóng kế bên trung đội DKZ của đại đội 14, phía dưới là tiểu đoàn bộ. Đây là một ngọn núi đất đá xen kẽ, có nhiều tán cây lớn, lá rụng đầy, có đêm tối trời nghe tiếng khua loạng xoạng lọt xoạt anh em bảo đó là tiếng lông nhím và chạm lúc chạy lên lá vàng khô ở đây được một vài ngày thì thằng pol pot biết nó bắn pháo vào đội hình chúng tôi nhưng không trúng rơi ra phía sau lưng chúng tôi xa tiểu đoàn hạ lệnh phản pháo đứng gần đó tôi thấy rõ khẩu dkz tám mươi hai đặt trên vai một chiến sĩ hỏa lực gầm lên bay ra phía trước hồi lâu mới nổ trước đây nghiên cứu bản đồ mãi mà tôi không xác định được núi đá nằm ở đâu trên hướng cao mê lai nay sáng hơn một chút tôi phỏng đoán có thể quả núi đá có con nhím chạy loạng xoạng đó là phần nôm ven nó cách đường đất đỏ vào nam sấp gần hai mươi cây số vì chúng tôi từng cáng xác anh lê văn dô người trinh sát cuối cùng của tiểu đoàn ba cắt rừng đi từ núi đá ra đến đường đất đỏ nam sấp mất đúng một ngày đường trong rừng già cao mê lai một ngày đường đi được non 20 cây số là phải cố gắng lắm mới vượt qua khoảng cách đó. Sự hy sinh đầu tiên của tiểu đoàn 3 trong đợt truy quét sau Tết âm lịch nhâm tuất năm 1982 đã rơi vào trung đội sinh sát. Có lẽ tại cụm núi Mo hơn, chiều hôm đó, chúng tôi kiếm chỗ nghỉ qua đêm, tiểu đoàn hành quân hàng dọc lên núi thì mìn nổ. Trinh sát đi đầu tất nhiên bị, chúng tôi từng nhiều lần bị mìn kiểu này rồi nên bình tĩnh dừng chân tại chỗ, chờ những người đi đầu làm công tác chăm sóc thương binh tử sĩ, rồi đội hình của chúng tôi quay qua quả núi bên cạnh. Bố trí đội hình xong thì trời tối, lại cơm vắt nước lạnh, rồi ai nấy răng võng ngủ, lính tráng ngán mìn ở đâu yên đó, nên chúng tôi biết vụ nổ mìn chiều nay ai ở trung đoàn đội trinh sát bị. Đêm vùng cao, trời đầy sao nhấp nháy, gió thổi hơi hơi và mũi bay vo ve. Đầu hôm chúng tôi rút đầu vào giữa hai lớp võng nằm ngủ. Nửa đêm về sáng ngủ say quá trong vô thức, tự động đưa cái mặt ra ngoài lớp võng để thở. Sáng dậy trong thời tiết giá lạnh, thấy mặt mũi mình cứ nóng bừng lên vì mũi đốt. Hầu như đêm nào chúng tôi cũng bị mũi đốt và đó là nguyên nhân xảy ra canh bệnh sốt rét nổi tiếng ở Cao Mê Lai. Hôm nay chúng tôi không đi truy quét nữa mà dừng chân tại một quả núi đá bên cạnh cụm núi mà trinh sát đá mìn chiều qua. Tôi nghĩ đó là phần nôm ven. Núi ven chỉ cách cụm núi mo hơn, một khoảng đường khá ngắn. Chúng tôi đi một lúc là tới. Sau một tuần lễ truy quét hướng núi và vùng biên giới phía nam Cao Lai, khoảng mùng 10 tháng riêng năm nhâm tuất 1982, tôi được chỉ định về đóng chốt tại núi đá. Núi đá là một quả núi khá tròn, không cao lắm Đại đội 13 chúng tôi đóng ở lưng chừng núi, nơi có nhiều tán cây rậm rạp, mùa khô lá vàng rụng đầy. Chỗ trung đội chúng tôi chốt nằm nơi kín gió và bầu không khí không được thông thoáng lắm vì cây cối khá rậm rạp. Do sự kín gió mà đêm đầu tiên ở núi đá, nằm trong hai lớp võng mà tôi nghe thấy cả mùi mồ hôi của mình. Từ 25 Tết tới nay, chúng tôi có được tắm rửa gì đâu. Bọn tôi lúc đó có lẽ là đội quân hôi thối nhất của trung đoàn. Từ căn cứ này, hàng ngày đại bộ phận lính D3 chúng tôi vẫn xuất kích đi truy quét chỗ này chỗ nọ, chỉ để lại một số ít ở nhà để giữ cứ bàn đạp này thôi. Một chiều nọ đi lùng sục cứ post về thì lính ở nhà báo, hồi trưa nay có mấy thằng post đi lên núi, may mà tụi này phát hiện nổ súng trước, nó chạy mất dép. Tuần post chạy nhưng nó biết điểm đặt cứ hành quân của chúng tôi rồi Đêm hôm đó nó cẩu pháo vào đội hình nhưng đạn vọt tầm Xuống mãi tận chân núi rồi mới nổ nên chẳng nhầm nhò ai Tiểu đoàn phản pháo lại một quả DKZ-82 cho có lệ rồi mạnh ai người đấy ngủ Qua giảm tháng riêng nhâm tuất 1982 Tiểu đoàn tôi được lệnh xuất kích đánh một cứ điểm nào đó của post Khi vào trận này trung đội tôi chỉ có 4 người là tôi, Long Thủ Đức, Quang Ken giữ B40 và hướng lãi. Riêng Cao Sùi vắng mặt lúc nào tôi không hay. Tôi được giao nhiệm vụ giữ quả DH10 mà trung đội tôi thu được hôm 28 Tết tại Nam Sấp và kíp nổ thì bỏ sẵn trong túi áo ngực. Nhiệm vụ của tôi là đánh DH mở cửa cho bộ binh xung phong chiếm lĩnh trận địa. Trung đội tôi đi đầu sau lưng trinh sát Tầm 2 giờ sáng Chúng tôi xuất kích trong ánh trăng tròn Trung tuần tháng riêng Trời không lạnh lắm Nhờ ánh trăng ấm áp xuyên cành lá dọi vào người Lúc đầu chúng tôi đi khá nhanh Vì trinh sát quen đường Rồi lại đi chậm lại Khi bước chân vào một khu rừng rậm rạp Có lẽ gần suối Nên cây lá ở đây xanh tươi Không cằn cỗi, khô cành rụng lá Như ở khu vực núi đá Tầm 4 giờ sáng Trong khu vực rừng rậm này Trinh sát tiểu đoàn đá quả mìn đầu tiên trong ngày Họ dừng lại rất lâu để khắc phục hậu quả Rồi họ cáng thương binh đi tiếp Thì bị quả thứ hai Nổi lên trong trận bãi mìn này Là nghĩa bê phó trinh sát Hắn bị mìn được cáng ra lại đi tiếp Quả thứ hai mà không chết Nhưng người ngợm bấy nhảy Sau này hắn được xác định thương tật lại 3 trên 4 Nhưng trong phổi vẫn còn vỏ mìn Hắn đang xin giám định lại để nâng loại thương tật vì sức khỏe càng ngày càng suy giảm. Tính từ đầu chiến dịch đến giờ, trinh sát tiểu đoàn 3 đã đá trước sau 3 quả mìn. Quả thứ một cách đây tròn một tuần, khi trinh sát cắt đường lên núi tìm chỗ nghỉ đêm, mà tôi nghi thuộc cụm núi Mo hơn. Quả thứ hai trên đường vào trận bãi mìn hồi 4 giờ sáng hôm nay và quả thứ ba cách 1 giờ sau đó. Mìn KB2 ai đá phải thì mẹ người đó sẽ lãnh tiền tiểu tuất. Còn mảnh sát thương dày đặc trong bán kính 10 m ai trong phạm vi đó là có xuất thương binh hoặc nghỉ phép dài ngày ở viện quân y. Sau 3 lần đá mìn, giờ cả trung đội trinh sát chỉ còn duy nhất anh Lê Văn Dô là Đồng Hương, phường 4, quận 1, nay là phường Tân Định. Với tôi thì trước khi đi lính, tôi có một thời gian làm thư ký ban vận động hồi hương và xây dựng vùng kinh tế mới ở đó. Sau khi khắc phục hậu quả vụ mìn thứ hai trong ngày, đội hình chúng tôi quay lui rồi cắt hướng khác vào trận địa. Giờ thì trời đã hửng sáng, trung đội tôi vẫn đi đầu đội hình. Tôi đứng thứ ba trong đội hình trung đội. Đó là vị trí chỉ huy tốt nhất vì trước tôi là khẩu hỏa lực B40 do quang ken thủ. Trước nữa là hướng lãi cầm AK đi đầu, sau lưng tôi là Long Thủ Đức, lúc đó là A trưởng. Lê Văn Dô nhận chỉ thị của ban chỉ huy tiểu đoàn xong, mặt cắt không còn chút máu lầm lũi đi xuyên qua đội hình từ dưới lên để làm nhiệm vụ trinh sát dẫn đường vào trận khi hắn đi qua người tôi tôi còn cố né qua một bên cho hắn đi khỏi vướng gương mặt của người sắp chết lạnh lẽo làm sao chắc chắn lê văn dâu biết mình đang đi vào chỗ chết hắn mặt mày tái xanh nhưng vẫn hiền ngang cất bước đội hình chúng tôi nhích dần theo từng bước chân người lính trinh sát chúng tôi là những người lính dày dạn tham gia trận này Trung đội tôi toàn là lính 80 trở về trước Có thâm niên ở chiến trường Cao Mê Lai rồi Nên cự ly hành quân cách nhau 10 mét Nhờ vậy mà chúng tôi không ai bị Đi được chừng 5 đến 10 phút Lê Văn Dô chuyển về phía sau Có dấu bẻ cỏ Câu chuyển miệng này tôi vừa chuyển ra phía sau Thì một tiếng nổ đinh tai Một luồng mãnh khí thổi lá cây Đập vào mặt tôi rát cả mặt Và đầu tôi ong lên Vì tiếng nổ quá đanh trong rừng già Cao Mê Lai Gần như lập tức hướng lãi và quang ken tháo chạy về phía sau Tôi quay lại nhìn Long A trưởng Hắn cũng dương mắt Hắn cũng dương cặp mắt một mí nhìn lại tôi Hai thằng nhìn nhau mà thấu hiểu tâm can Sau này hắn nói với tôi Thấy Hùng Pháp nhìn tôi là biết rồi Nếu mà đi nữa là tôi phải đi đầu thôi Nghe hắn nói mà tôi nổi lên sự thương mến cảm phục hắn trong lòng Nếu hắn né tránh trách nhiệm Thì tôi phải đi đầu mà đi đầu là chết. Thực ra với 4 năm kinh nghiệm chiến trường của mình, mình đối với tôi không còn xa lạ. Tôi từng học nghiệp vụ binh chủng đặc công, tiềm nhập vào đồn địch, học cách giả phá và khắc phục các loại mìn vướng, mìn đạp, học cách nhồi thuốc nổ TNT thành bộc phá, học cách đánh bộc phá vào hàng rào kẽm gai, vào tường bê tông lô cốt địch. Nhưng làm những thao tác già, tháo gỡ mìn rất mất thời gian một giờ tiến lên được chừng vài chục mét chứ mấy. Gần như ngay lúc đó, đồng chí Nông Tiến Dũng, đại phó quân sự, tiến lên phía tôi, lúc đó đang đứng đầu đội hình. Anh nói ngắn gọn. Đi với tôi. Ra đến nơi thì Lê Văn Dô đã chết, ruột hắn đổ ra khỏi khoang bụng và sổ ra trên nền đất lạnh. Trong khi anh Dũng quay lại lấy dao chặt cây rừng làm cáng, thì tôi lấy võng của hắn, trải ra mặt đất rồi đặt hắn nằm vào đấy. Ruột hắn sổ ra ngoài Tôi lấy hai tay vụm lại Rồi nhồi vào khoang cho hắn Ruột ra gió thì cũng phình lên Tôi nhét vào bụng hắn không hết Phải dùng nón cối của hắn úp lên giữ lại trong đó Cây chặt làm cáng vừa tới Tôi cột dây võng thật chắc vào cáng Rồi chúng tôi khiêng để ra chỗ tôi đứng hồi nãy Hai tay tôi dính bầy nhầy máu Và chất nhờn của nội tạng Lê Văn Tôi cứ chùi đại vào đất Chứ chẳng bám bứt lá cây chùi vì bứt dây động rừng Kéo theo mình nổ thì chết hết Giờ tôi mới kiếm chỗ nghỉ lưng cho mình Tôi sắn tay áo lên tận nách Đưa cả cánh tay trần già một khoảng Về phía gốc cây to mà mình đã chọn Rồi hai tay tôi làm động tác mò Và búng lá cây Để phát hiện ngòi nổ mìn Búng tới đâu tôi nhích chân lên tới đó Cứ tiếp tục những thao tác đó Cho đến tận gốc cây của mình Xong tôi đặt quả mìn DH xuống đặt ba lô bao xe súng đạn của mình xong rồi tôi mới ngồi nghỉ trong quân viên mà tôi đã chọn. Anh em nhìn tôi khá ngạc nhiên nhưng mặc kệ. Tôi lúc đó là người đứng cao nhất trong đội hình và trước mặt tôi là bãi mìn. Với ý thức và kinh nghiệm của người lính trận thấy nguy hiểm đến tính mạng thì tự dưng ý chí sinh tồn nổi lên mạnh mẽ và tận dụng tất cả những kiến thức của mình về giả soát mìn để bảo vệ chính mạng sống của mình lúc này trong thời gian tôi ngồi nghỉ trong khuôn viên đất mà mình đã giả soát mìn thì hướng lãi và quang ken quay trở lại đội hình sau vụ nổ họ thấy mình đổ máu hoảng vía ngỡ là bị thương chạy về phía sau y tá tiểu đoàn lâu năm chinh chiến nhìn vết thương ngoài ra họ đâu có cho đi viện họ bôi chút thuốc rồi bắt quay trở lại phía trên để tiếp tục chiến đấu nhờ đó mà trung đội tôi còn đủ bốn người tiểu đoàn lên máy báo cáo về trên tình hình trinh sát thương vong sạch sẽ vì bãi mìn bố phòng của Pol Pot và xin ý kiến. Thật lâu sau đó, trên do lệnh rút quân, do trung đội trinh sát hết quân nên cái xác của Levanzo được giao cho trung đội tôi vận chuyển. Levanzo vốn nhỏ con nên bốn thằng tôi thay nhau khiêng xác hắn cũng không nặng nề chi lắm. Khoảng trưa thì chúng tôi quay về đến cứ bàn đạp của tiểu đoàn ở núi đá. Trời thương nên giữa mùa khô mà nổi lên cơn mưa cứu hạn Chúng tôi căng tăng ra hứng nước, đong đầy các bình tông, còn dư chúng tôi để dành nấu cơm. Nhờ cơn mưa này mà hai bàn tay lấm lem máu me của tôi được rửa sạch. Tối đó chúng tôi chặt cành cây có ba chãng để treo cái xác và đặt Levanzo trên cao để chống kiến và mối Tôi ngủ chung với xác Levanzo trọn đêm đó. Đến hôm sau, trung đội tôi cáng xác Levanzo đi đúng một ngày đường, đến chiều tối mới ra đến đường đất đỏ Nam Sấp để bàn giao cho đơn vị bạn cáng tiếp về tuyến sau làm hậu sự. Chiến dịch chưa kết thúc. Hôm sau chúng tôi quay trở lại cái núi đá có con nhím chạy loảng xoảng ở chốt. Ở đó một thời gian nữa rồi mới quay trở về cái căn cứ mà chúng tôi chiếm được hôm 28 Tết. Mấy ngày sau, từ cái căn cứ đó, chúng tôi lại tiếp tục đi truy quét. Đi ngược lại con đường đất đỏ, trở về hướng chúng tôi xuất phát hôm 27 Tết đi được một đoạn tiểu đoàn dừng lại để trinh sát cắt đường rẽ vào rừng thì tôi lên cơn sốt mê man tiểu đoàn để tôi nằm đó vào rừng hành quân theo bản đồ tác chiến được giao tỉnh dậy tôi quay trở lại cái căn cứ của mình đi được một đoạn thì lên cơn sốt tôi ngã ra nằm trên con đường tôi vừa đi trước khi mê man tôi còn nhớ quay mũi súng về hướng đi của mình để lúc tỉnh dậy đi tiếp tỉnh dậy dù đã cẩn thận quay mũi súng chỉ đường, nhưng đầu óc tôi mê muội, không biết hướng nào mà đi. Tôi cứ đi đại, đi mãi thì đến chỗ ngã ba mà hồi sáng tôi nằm lại khi từ đoàn rẽ vào rừng. Vậy là sai hướng rồi. Uổng công tôi đi từ sáng đến giờ. Mệt mỏi và kiệt sức, tôi bật ra mê man bên đường. Chính cái sức trẻ đã cứu tôi, nó dựng tôi dậy và đi một hơi trở về căn cứ của mình. Cái căn cứ mà chúng tôi chiếm được hôm 28 Tết Giờ đã là hậu cứ đông vui của cả trung đoàn 4 Về đến hậu cứ thì trời đã về chiều Tôi ghé vào chốt của trung đội vệ binh Đóng ở đầu cứ để uống nước Tôi được anh em cho uống thuốc rồi đi tiếp Đến điểm hậu cứ của tiểu đoàn Răng võng dưới mấy bụi tre bên bờ suối cạn Lăn ra ngủ mê man mấy ngày đêm liền Tôi còn nhớ Đồng chí Tý đại đội trưởng của tôi từ Việt Nam sang Lắc võng hỏi tôi cái gì đó Tôi cũng mê man ú ớ trả lời Khi tỉnh dậy thì đồng chí đã đi ra chiến trường rồi Vậy mà sau đó tôi lại tỉnh dậy được Lại tiếp tục cùng tiểu đoàn đi lùng sục Ở phía nam Camelai Và căn bệnh sốt rét mãn tính Lại quật ngã tôi thêm một lần nữa Trên con đường hành quân liên tục cùng tiểu đoàn Bây giờ đang là tháng 3 năm 1982. Có mùi cơm chín, hôi thật là hôi. Khi bạn bị sốt rét nặng, bạn sẽ ngửi mùi thơm của cơm chín ra mùi hôi và tất nhiên là không ăn được. Tôi cũng vậy, tôi ngã ra võng rồi nằm tiếp, ngủ cho đã, cho qua cơn sốt thì bật dậy thu võng trở về hậu cứ. Về đến hậu cứ trung đoàn, tôi do bị bỏ lại chiến trường không có giấy giới thiệu của đơn vị chủ quản nên không được nhập viện. Đồng chí nào đó đã phát cho tôi một vốc thuốc lớn để dành uống trị bệnh. Hết phần 2. Mời quý vị và các bạn đón nghe tiếp phần 3.